Dạ cửa hàng nông Hà cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng là tại thôn 8 xã Đông Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em giới thiệu cho các bác xem một máy cơ xích Etin 024AV nha các bác nhé. Đó, hệ nào cho các bác nào mà đang có nhu cầu mà muốn về sử dụng khai thác tầm trung, đó kéo tầm khoảng 57 đổ về thì một con này thì cực kỳ ngon lành luôn các bác nhé. Hệ Estin thì có lẽ là các bác không còn xa lạ gì nữa rồi. Đó, hệ etin thì xài thì cực kỳ nổi tiếng cũng như là vòng tua của máy thì cực kỳ khỏe các bác nhá đó, nhiều các bác ở trong miền nam thì sử dụng hệ này rất là nhiều ở ngoài bắc thì các bác là lại hay sử dụng hệ hu thì nhưng mà trong miền nam chúng em lại sử dụng hệ etin rất là nhiều thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa này giới thiệu cho các bác qua một máy cưa xích humana công suất của con này là 42 cc các bác nhá đó làm theo theo máy của nó là làm 50 phân mặt cắt được 45 phân Xích ở à, xài xích 325 các bác nhá, xài xích chung 325. Đó. Con này tích hợp một ốc lam này, một ốc lam nhưng mà nó đã thiết kế ra sẵn một thêm một cái lỗ nữa. Nếu mà các bác nào muốn nhu cầu mà lên hai ốc lam thì cửa hàng chúng em vẫn có thể lên được các bác nhá. Vẫn có thể lên được nên là các bác nào mà nhu cầu mà bảo là một ốc lam nếu mà các bác nào mà ưng ý con này mà muốn đặt hàng con này mà yêu cầu một ốc lam có thể yếu thì liên hệ qua em, thì em sẽ lên cho các bác thêm một ốc lam nữa là lên một con ở đây nữa là thành hai con miễn phí luôn các bác nhé đó không cần phải phụ thêm tiền gì cả đó đây là nguyên zin như thế nào thì em để cửa hàng chúng em để yên như thế để giới thiệu cho các bác xem qua tổng thể trước đã có các bác nào mà muốn nhu cầu muốn uh, lên lam dài hơn thì cửa hàng chúng em vẫn có thể lên được đây là thông số cửa hàng của chúng em đây cân nặng đầu máy không là 4,5 kg các bác nhá công suất là 42 cc này hiệu 024 av đó 024 av đó còn mấy cái thông số này thì em cũng cũng chưa có tham khảo gì nhiều đấy về tổng thể của cây máy này các bác nhá đây là toàn tiếng nhật cả thôi đấy tem mát của nó đây tem mát thì không biết là do chắc là có thể do uh, thợ của cửa hàng chúng em rửa nên là đã bị mờ rồi các bác nhé nên là các bác thông cảm giúp em đấy thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên máy móc tình trạng là nguyên zin nguyên bản từ a T, Z đó hiệu hàng siêu tầm máy móc thì tình trạng của bác là nóng hơi thì cực kỳ chắc chắn nhé, giật thử hơi cho các bác xem qua đã. Nhỉ. đó cực kỳ cực kỳ chắc chắn nha các bác nhá. hiệu 024 AV nguyên zin nguyên bản từ ATZ bộ của nó nói chung là về tí nữa thì cửa hàng chúng em sẽ test nổ cây máy này cho các bác xem qua để cho các bác nghe qua tiếng máy xem là tiếng vòng tua của cây máy này xem là có khỏe không các bác nhá. đó Hệ 024AV và, và hiện tại thì cửa hàng chúng em sẽ báo giá luôn Hiện tại con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 5 triệu 400 ngàn 5 triệu 400 ngàn Các bác nào mà đang có nhu cầu Hoặc muốn đặt hàng con này Thì liên hệ ngay Coi cho em là số điện thoại 0354392929 Cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc các bác nhé Đó các bác ở đâu thì cửa hàng chúng em có thể ship được hết Từ Nam ra tới Bắc Đấy Các bác không cần phải lan tan gì cả Và giá vừa nãy cửa hàng chúng em đã công khai rồi là hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhé hoàn toàn miễn phí ship và tặng kèm cho các bác là bộ ba phụ kiện là gồm một típ mở buji một chiếc rũa và một túi vi chỉnh đấy nên là các bác uh, uh, cân nhắc kỹ xem video nếu mà ưng ý con này thì có thể liên hệ ngay qua xem em để đặt hàng máy móc thì tình trạng các bác là tới tay các bác cửa hàng chúng em bao cho các bác là tới tay các bác sử dụng tới tay các bác kiểm tra hàng là máy móc nổ ngon lành đó nên là các bác không cần phải lan tan gì cả và trước khi cửa hàng chúng em gửi đi thì sẽ kiểm tra cũng như là test nổ lại một lần nữa Đấy, để cho các bác à, có thể à, đảm bảo nhất Hàng tới tay các bác có thể đảm bảo nhất Nên là các bác không cần phải lan tan gì các bác nhé Vâng và thì bây giờ về cửa hàng chúng em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn để các bác ứng ý thì lên hệ ngay qua cho em móc thì nổ ngon lành các bác nhá. Đó, máy này thì em đã kiểm tra rồi. Tình trạng của bít trái bít tông thì còn sọc ngang luôn các bác nhá, còn sọc ngang luôn. Nòng hơi thì cực kỳ cứng cáp luôn. Nên là các bác không cần phải lăn tăn về hệ này các bác nhá. Đó. Lốc của nó là bằng lốc là lốc nhôm các bác nhá, lốc là lốc nhôm, có tích hợp luôn hàm rồng, ốp lam nhôm. Đó, bình xăng thì bình xăng nhựa rồi, thì tình trạng bình xăng thì máy nào cũng cũng sử dụng như thế. Đó, chụp giật là chụp giật nhựa các bác nhá đấy uh, tay nắm là tay nắm nhôm đó về tổng thể của cây máy thì em cũng đã giới thiệu qua rồi và giá cửa hàng chúng em là 5 triệu 400 ngàn 5 triệu 400 ngàn các bác nào ưng ý thì lên hệ ngay quay cho em để đặt hàng đó còn đảm bảo cho các bác là em đã kiểm tra cũng như là máy móc là hoàn toàn ngon lành các bác nhá bao cho các bác tới tới tay các bác kiểm tra hàng là không cần phải lan tan gì cả linh kiện cho các bác bao gì 100 nếu mà hàng ra tới các bác mà các bác thấy mà một phụ kiện nào mà lô thì cửa hàng chúng em xin tặng cây máy đấy luôn cho các bác nhé. Đó, nên là các bác uh, hoàn toàn yên tâm về khi đặt hàng của cửa hàng chúng em. Đó, vâng, và rồi thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào các bác tới toàn thể các bác đã xem video này một ngày uh, uh, bình an. Rồi, em chào các bác, hẹn gặp ở video sau.